Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu cùng các đại biểu ứng cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi gặp gỡ cử tri, vận động bầu cử tại các địa phương của huyện Nam Đông. Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, một ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và 5 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã trình bày chương trình hành động trọng tâm trước các cử tri như tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, đưa huyện Nam Đông thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16 và nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền để giải quyết kịp thời các vấn đề cử tri quan tâm, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, giải tỏa đền bù tái định cư, quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết các vấn đề nhân dân bức xúc quan tâm và những vấn đề tồn đọng lâu năm. Cử tri xã Hương Hữu đánh giá cao các chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân tỉnh đưa ra, đồng thời mong muốn những người trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình. Bên cạnh đó, cần có chính sách quan tâm hơn nữa đến đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao mức sống. Chiều cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.